là đang hái hoàng kim quả. Bây giờ để thôi mày cho đâm hoàng kim rồi. Thấy con nè. À. Rồi, một phát xong. Anh cho mình vườn mình hái cái coi. Rồi, đây. Rồi, mà hái một phát nữa sướng rồi. Đây nha các bạn. Tôi bây giờ tôi sẽ hái hoàng kim nha. Giám đốc hợp tác xã hái hoàng kim nè. Kinh nè. Trái này chắc là nghe anh cái rừng rớt ra ngoài nha. Ây da, chết rồi. Trúng cái tay, cái đâu rồi. Rồi. Wow. Một quả. Đây. Đây là một cái phương pháp hái hoàng kim không bao giờ mà bị dập nha. Không cần phải leo. Rồi, hái luôn rồi, trái xanh rồi nè. Không sao đâu. Tôi hái một phát là hai trái luôn mà một trái thì màu xanh mà. Mình hái đây. Mất rồi, một trái màu xanh luôn. Một trái, trái này. Trời ai trái ơi. Trời ơi, rất là tiếc kêu bà con. Một trái như vậy cả 100.000 mà nãy giờ là tôi làm mất 100.000 rồi. Trái này thì chưa được chín lắm. Anh lấy đi mình hái cho. Rồi bây giờ thôi mình không hái nữa. Bây giờ là giám đốc của hái cho giám đốc là tôi sẽ nó kiểu dương lụm. Để chủ nhân của trái này hái thì nó hay hơn. Đúng rồi. Chuyên nghiệp chứ. Chuyên nghiệp hơn. Mình không chuyên nghiệp bằng. Bây giờ chuyên nghiệp lên. Còn bữa nay cho hái chắc mình hái nhiều à. Hôm nay tôi sẽ mang rất là nhiều về, tôi biếu tặng cho các anh chị mà mua giống cũng như là các anh chị mà thích về trái hoàng kim này, ăn để kích thích. Rồi bỏ vô. Xanh nhỏ chín gì bỏ hết vô. Ok. Nhiều lắm, hái đi.